Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập 2 của Cổ mộ Hang Lung Mụ trong series Pháp sư Ngũ Linh. Sau phần này thì sẽ là đến ra sao quỷ giáng thế, chúng ta sẽ chính thức để xem cái thế lực khủng khiếp nhất là gì. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn chi phí mua tác quyền những bản dịch hay qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Lần đầu tiên tiến vào cổ mộ, tất cả mọi người không khỏi khẩn trương. Nương theo ánh sáng vàng vọt phát ra từ những cây đuốc, bọn họ nhìn thấy ở trên đất ngổn ngang rất nhiều cỗ quan tài đã bị cậy nắp. Ở bên trong cũng không có xương hay là bất kỳ dấu hiệu nào của xác phân hủy như là những nghĩa địa và những cỗ quan tài vốn có. Vậy những thi thể này rốt cuộc đã đi đâu? Trong đầu của Nam vừa đi vừa suy nghĩ miên man, tuy nhiên không tiện hỏi. Nhìn không khí khẩn trương, Nam biết tất cả mọi người đều căng thẳng. Đi thêm một đoạn nữa, trước mặt của mọi người xuất hiện một vách đá tai mèo dựng đứng. Quan sát kỹ, ở trên vách đá có những hình vẽ kỳ quái, còn có rất nhiều cỗ quan tài được treo lơ lửng. Là quan tài của người Thái cổ. Hang Lung Mụ này là nơi họ an táng người chết từ ngàn xưa rồi. Mọi người nhìn xem cách bố trí kệ đỡ quan tài ở trên vách đá cùng những hình vẽ khuôn mặt dữ tợn đều là hoa văn của người Thái cổ. Morin vốn dĩ là người dân tộc Thái, cho nên những hoa văn bản địa ông là người nắm rõ nhất. Chỉ nhìn qua, ông phát hiện ra ngay. Vậy hài cốt của họ đâu bác? Nam lúc này cũng không thể nhìn được nữa, bèn nói ra thắc mắc của mình. Ta không biết. Không biết, đến bác còn không biết thì... Cả đoàn người cứ như vậy thuận lợi đi theo ngách hang thứ nhất vào. Ông Hải bây giờ mới nói: kỳ lạ, tại sao chúng ta đi hết cái hang thứ nhất mà vẫn không thấy gì xảy ra? Không lẽ... Ông còn chưa nói hết câu thì từ sâu trong cổ mộ có tiếng cười quỷ dị vang lên. Tiếp theo là những vách đá tai mèo bỗng nhiên có biến hóa. Từng vách đá rung lắc dữ dội, dường như là có động đất đang xảy ra vậy. Những cỗ quan tài bấy lâu nay vẫn cứ nằm im lìm ở trên vách đá, đồng loạt đều rơi xuống. Từ các khe nứt chảy ra những dòng dịch lỏng trông vô cùng đáng sợ và tanh tưởi, nhảy nhụa. Anh Thanh đưa tay quẹt những chất dịch ấy, giơ lên ánh đuốc nhìn, thì cả kinh kêu lên: là máu. Máu cái gì? Máu ở đâu? Ông Tùng đang muốn tiến lại những vết nứt kia để nhìn kỹ hơn, bất giác chân của ông như bị thứ gì kéo lại. Theo bản năng, ông nhảy rụt về. Mọi người cẩn thận, ở dưới chân. Nhận ra nguy hiểm, ông Tùng la lớn cảnh báo. Tất cả co cụm lại với nhau, giơ đuốc để quan sát. Bỗng nhiên Linh kêu lên thảng thốt: Là xương khô. Khốn kiếp, không nghĩ tới đám tà vật lại bố trí cạm bẫy ở đây. Chắc chắn đây là hài cốt của người Thái cổ. Cổ mộ ẩm thấp, âm khí tích tụ, lưu giữ hài cốt của bọn họ không có mục nát. Bây giờ tất cả trở thành khô lâu, mặc cho tà vật sai khiến. Tất cả mọi người tập trung đánh vào khớp xương của chúng. Mo rửa nhìn ra kế hoạch của quỷ soái, cho nên gào lên nhắc nhở. Nương theo ánh đuốc, họ thấy từng bộ xương xám xịt không ngừng từ dưới đất trôi lên. Những dòng dịch màu nâu đang thẩm thấu vào những bộ xương. Những tiếng kèn kẹt do ma sát của các khớp xương vang lên lại làm cho họ tê dại cả da đầu. Chỉ trong một thoáng chốc, không gian toàn bộ hang động đã chen chúc đầy rẫy những khô lâu. Cảm nhận đi. Cảm nhận sự chết chóc. Hôm nay
ta muốn xem các ngươi xuống tay với đồng bào của mình thế nào. Âm thanh của quỷ sói lại vang lên, dường như hắn muốn trêu đùa tất cả mọi người, muốn ép tất cả chết một cách từ từ. Ở phía chân núi Phá Cang, bây giờ đang tái hiện lại trận chiến của mấy trăm năm trước. Thống soái Khảm Ban đang dẫn đầu đoàn quân của Đại Việt dũng mãnh chém giết. Từng ngọn giáo sắc nhọn bay múa, từng bóng kiếm chập trùng lướt qua cổ họng của Cương Thi. Ban môn Kim Tòa Trận tuy vi diệu, nhưng trước sự dũng mãnh của các binh sĩ Đại Việt, đội hình đám Cương Thi của quân Minh dần dần rối loạn. Nhìn thế cục tưởng chừng như đã được an bài, bỗng nhiên lại có biến hóa. Quỷ Thi Vương Long không khỏi nổi giận. Hắn bỏ vị trí chủ trận, vung đao điên cuồng chém giết quỷ binh của Đại Việt. Nhất thời tiếng gào thét gầm rú vang vọng cả một vùng. Trong không gian đen tối lại bừng sáng lên bởi những điểm điểm tinh phách lập lòe. Khảm Ban, người tới đây! Quỷ Thi Vương Long hét lên một tiếng, vung đại đao hướng đầu của thống soái Khảm Ban mà chém. Nhanh như chớp, thống soái Khảm Ban vung thương lên chống đỡ, lại thuận thế gạt đao hướng mũi thương chém tới yết hầu của Vương Long. Ta đã từng giết ngươi một lần, ta có thể giết ngươi lần thứ hai. Chịu chết đi, bại tướng! Thống soái Khảm Ban quát lên một tiếng, vận lực đâm mạnh xuống. Năm đó là người may mắn. Dứt lời, Vương Long nghiêng đầu né tránh công kích của đại đao. Một thương một đao vung lên hạ xuống liên miên bất tuyệt. Nhất thời, cả hai rơi vào thế giằng co. Trận chiến vô cùng khốc liệt. Trận chiến giữa những thế lực của huyền môn bên kia của sự sống ấy, thế nhưng nó còn kinh khủng hơn cả chiến trường của người sống vậy. Trở lại ở dưới cổ mộ, lúc này đám xương cốt đã vây quanh tất cả mọi người đang không ngừng công kích. Mặc cho bọn họ đã chém giết không ít, thế nhưng số lượng của chúng cứ liên miên bất tuyệt. Trước sức ép đến nghẹt thở, dường như Vi nhận ra điều gì. Này, nếu như không trị được gốc rễ của chúng thì có đánh chúng ta phải chết cũng không giết hết được những bộ xương khô này. Kế đó, Vi dùng ánh mắt ra hiệu cho Lân. Hai người đã sớm hình thành lên một cặp tâm ý tương thông, chỉ cần nhìn vào mắt của nhau là biết đối phương có ý gì. Lân gật đầu với Vi, giao lại khoảng trống cho Nam và Thanh hỗ trợ. Sau đó hai người lui về phía trong kết ấn niệm chú, nhỏ máu lên trên cái vòng ngọc. Vi đặt vòng tay xuống lớp máu đặc, miệng niệm chú: Thỉnh thủy thần Huyền Vũ xuất thế độ tà ma, sử xuất bằng tâm quyết hộ trốn vạn yêu tà, kết. Vừa dứt câu thần chú, điểm tiếp xúc của vòng ngọc Huyền Vũ và dòng máu đặc sệt đang nuôi dưỡng khô lâu kia sinh ra biến hóa. Từng dòng máu đỏ thẫm không ngừng bị đông cứng lại, toát ra hàn khí vô cùng lạnh lẽo. Thỉnh thần thú Kỳ Lân định địa an thổ nhưỡng, thất tinh quy thiên vị, chấn định địa càn khôn, chấn. Lân cũng hét lên một tiếng, vung tay đập vòng ngọc vào vách đá tai mèo. Chỉ thấy vách đá to lớn đang rung lắc, bất giác im bằng bần bật. Từ khe hở đang tuôn trào ra máu đặc cũng bị đá vụn bịt kín, ngắt đi nguồn nuôi dưỡng cho đám xương khô. Bọn chúng đã bị vây khốn, mọi người mau ra tay, tuyệt đối không được phóng xuất chu tước. Hai tay của Vi bắt ấn run lên, bởi vì cô đang chịu áp lực kinh khủng của âm khí. Tất cả mấy người hiểu ra kế hoạch của Lân và Vi, tiến lên đối phó với bọn xương khô đang bất động. Chỉ thoáng một chút, các khớp xương của chúng đều bị đánh gãy. Từng bộ xương to lớn đổ ập xuống, thoát khỏi thao túng của lực lượng thần bí. Mỗi một bộ xương ngã xuống tan rã, lại xuất hiện một luồng bạch khí tỏa ra, giống như tất cả đang cô đọng lại ở trong một cỗ quan tài còn chưa mở nắp. Không biết từ bao giờ đã trồi lên ở phía cuối hàng thứ nhất. Là khí tức của tà linh. Bên trong cỗ quan tài kia là bản tôn của tà linh. Ông Hải nhận ra dị tượng, lập tức lệnh cho Nam và Thanh tiến lên, ý đồ
lại gần chỗ quan tài, không cho nắp quan tài bật lên, không cho tà vật ở bên trong xông ra được. Từng âm thanh trầm đục từ trong quan tài vang lên. Tay của Nam kết ấn, nhìn sang bên Thanh, cảm giác một trận tê dại ập tới, thậm chí kể cả thần hồn cũng như là rung động. Lực lượng thật khủng bố, không biết cỗ quan tài này chúng ta có chống đỡ nổi không? Suy nghĩ thoáng qua ở trong đầu, Linh nói to: "Mau dùng liệt hỏa chu tước thiêu đốt nó." Đám xương khô ở bên ngoài dường như đã bị tiêu diệt gần hết, bởi vậy băng tâm quyết của Vi cũng không còn tác dụng. Linh phải dùng đến liệt hỏa cũng không sợ ảnh hưởng. Linh nghe như vậy cũng không có dám chậm trễ, cô tiến lên bắt quyết niệm chú kích phát liệt hỏa từ vòng ngọc. Ngay khi động tác của liệt hỏa bùng lên, tác động lên vách của quan tài, ở bên trong tiếng va đập cũng im phăng phắc. Nó sao vậy? Nó chết rồi sao? Thanh ngơ ngác bởi vì biến hóa này. Mấy người còn chưa hiểu hết chuyện gì xảy ra thì ở bên kia có tiếng của Lân hét thảm. Mọi người khiếp sợ quay đầu lại nhìn, chỉ thấy từ miệng của Lân học ra một ngụm máu lớn, lảo đảo ngã xuống, bàn tay vẫn gắng gượng chỉ về phía quan tài. Là sao? Có chuyện gì? Tâm cơ khẽ động, Nam liếc mắt nhìn về cỗ quan tài đang bất động. Một trận dư ba từ trong lòng đất bùng lên, khiến trái tim của hắn như thắt lại. Là độn thổ, là tà vật thoát ra. Nam hét lên. Thì ra là Lân bị thương do sức ép của tà vật trong quan tài. Ban đầu nó muốn trực tiếp đẩy nắp quan tài thoát ra, nhưng vì có Nam và Thanh trấn thủ, lại cảm thấy liệt hỏa đang áp tới, nó từ bỏ đi tìm đường khác. Ở bên kia chỉ có một mình lực lượng của Lân đang trấn nhiếp thổ nhưỡng. Dĩ nhiên là không thể ngăn cản được sức lực cường đại của tà vật bị sức ép khủng bố của nó đả thương. Các ngươi nghĩ rằng các ngươi có thể vây khốn được ta sao? Một âm thanh the thé vang lên. Từ dưới mặt đất, một bàn tay trơ xương trồi lên, tiếp theo đó là cái đầu, rồi thân thể cũng đang từ từ nhô cao. Khung xương đen kịt toát ra khỏi lớp đất thô cứng. Nó thực sự là quá to lớn. Ở trên thân còn vương lại vải vóc, nhìn qua giống như là thổ cẩm của người đồng bào dân tộc. Không thể nào! Tổ tiên! Tổ tiên! Người tại sao lại quy phục chúng? Không lẽ xương cốt vừa rồi không thể nào? Mo rửn miệng lắp bắp, tay chân run rẩy như không tin vào sự thật trước mắt. Những mảnh vải còn lại vẫn còn những hoa văn cổ. Theo như lời ông ấy, đây không phải thổ cẩm của thời hiện đại, mà là tiền thân, hay nói đúng hơn là những tấm vải đầu tiên mà người Thái cổ tạo ra. Những hoa văn này đại diện cho một tầng lớp cầm quyền ở thời cổ đại. Bộ xương to lớn ở trước mặt mọi người có lẽ là một vị quyền cao chức trọng ở trong bộ tộc Thái cổ từ ngàn xưa. Morin còn đang há mồm vì sự hiện hữu của bộ xương kia thì quái sự lại tiếp tục diễn ra. Bộ xương to lớn quỳ gối, nắm cả hai tay xuống đất, ngửa cổ gào thét. Từng dòng máu đỏ thẫm khi nãy đã bị Lân ngăn chặn lại, giờ đây khi mất đi ý thức lập tức tuôn ra xối xả. Điều kỳ quái chính là máu tất cả trong hang động đang không ngừng chảy tới chỗ bộ xương. Bộ xương to lớn đang tham lam hút tất cả. Ở trên thân của nó, từng đoàn máu đỏ sẫm như kết dính lại với nhau, tạo ra hình hài cho bộ xương. Một huyết nhân cao phải đến 3 mét, ngũ quan mơ hồ đã xuất hiện, hướng ánh mắt oán độc nhìn tất cả mọi người. Huyễn hóa chân thân, người là ai? Morin nhận ra sự khác biệt của huyết nhân, ông gằn giọng quát. Huyết nhân kia cười nhạt, những đường máu vạn vẹo làm cho nụ cười của hắn lại càng thêm quỷ dị. Con cháu bất tài, thấy tổ tiên không chào hỏi đàng hoàng mà lại hỏi chất vấn như vậy sao? Không, tổ tiên ta anh dũng kiên cường, thà chết chứ không cúi đầu làm nô lệ. Đó là di huấn từ ngàn xưa, người rốt cục là ai? Morin lúc này đã tức giận đến cực điểm. Đả kích khi nãy còn chưa lắng xuống, bây giờ tôn nghiêm của người Thái lại bị tổn thương. Cho dù ông là người điềm tĩnh thì cũng không khỏi tức giận. Huyết nhân kia không ngừng hấp thu máu, nhàn nhạt nói:
tổ tiên của ngươi. Đám hải cốt vô tri, bọn chúng đã phải nhận là thấy hân hạnh khi được ta ban cho khí tức để một lần nữa sống lại. Đám phế vật vô dụng như vậy, đến không tổn thương được các ngươi một chút, chết là đáng rồi. Ngươi Morin uất đến nghẹn cả lời. Ở bên kia, huyết nhân lúc này đã hấp thu toàn bộ máu, đang từ từ đi đến phía đoàn người. 600 năm hồn phách của ta ở đây cùng chủ soái tu luyện, nhờ có hài cốt tổ tiên ngươi ban cho để huyễn hóa ra khí tức tà linh. Ngươi không biết sao, vốn dĩ hài cốt tổ tiên ngươi từ lâu đã sinh ra khí tà linh, ta chỉ là tiện thể hấp thu để tu luyện à. Lực lượng chân chính hưởng thụ khí tức ngàn năm, sau này ta có thể trở thành tà linh thượng cổ. Đám phàm nhân người trần mắt thịt các ngươi làm sao có thể cảm giác được thần thánh, lại dám tới đây làm phiền chủ soái? Tìm đường chết. Huyết nhân vừa dứt lời liền bất ngờ công kích, một vệt máu loãng bắn ra theo khí tức của tà linh đánh thẳng tới mặt của mọi người. Cả đoàn người thất kinh trước sự giảo hoạt của hắn, bị tấn công bất ngờ chỉ kịp bắn ra cương khí tạo thành một kết giới tạm thời ngăn cản. Morin đứng đầu đoàn người bị thương không nhẹ, bị áp lực của tà linh khí đánh lăn ra đất, miệng hộc máu. Mấy người thì khá hơn một chút, chỉ là cương khí trong người hỗn loạn. Lực lượng khủng bố, một lát nữa chúng ta vây khốn nó. Các con mau chóng rời đi, vào sâu trong cổ mộ. Tòa đoán quỷ soái kia có mưu đồ khác, tà linh này chỉ là tiện cản đường chúng ta thôi. Ông Tùng hít sâu một hơi, căn dặn mọi người. Kế đó cùng với ông Minh, ông Hải lao lên tấn công huyết nhân. Mắt thấy cuộc chiến rơi vào thế giằng co, bọn thanh niên do dự, Morin mới nói: Huyết nhân này tuy cường đại, nhưng nó mới chỉ tụ chân thân, bốn lão giả chúng ta chống được. Các con đi đi, giúp ta thanh lý môn hộ à. Nhìn vào ánh mắt khẩn thiết cùng với kiên nghị của mọi người, tất cả hít sâu một hơi. Nhìn lại ba ông già, bọn họ đang toàn dùng toàn bộ thực lực điên cuồng mà công kích huyết nhân. Bùa chú bay múa, kiếm quang chập trùng, nhất thời cũng không bị rơi vào hạ phong. Mấy người trẻ có chút yên tâm hơn, nắm chặt tay nhau cùng tiến vào tầng thứ hai của cổ mộ. Khi cả đám vừa lách mình qua vách đá, ở bên trong đã vang lên tiếng gầm gừ nhẹ nhẹ đến ghê rợn. Bọn họ cẩn thận tiến tới, chỉ nghe thấy một mảnh hỗn loạn. Tất cả đều là cương thi, phải đến vài chục con, tuy ít hơn đám khô lâu ở bên ngoài, ấy thế nhưng lực sát thương tất nhiên là phải hơn đến mấy lần. Mẹ nói chứ, lại qua ải chém tướng sao? Ở trong lòng của Nam than vãn một câu, đến lúc nào rồi mà còn nghĩ đến Quan Vũ nữa, anh không biết sợ à? Linh cao mày trách móc. Cô biết Nam cũng chỉ muốn tạo không khí giúp cho mọi người giảm bớt căng thẳng. Ê, bây giờ cô bảo là tôi biết làm sao đây, bọn chúng nó đông quá. Quân tử đấu mưu, không đấu sức. Thanh lên tiếng, tất cả quay đầu lại kinh ngạc nhìn hắn, không nghĩ tới tên mặt lạnh này cũng biết đùa. Dường như nhìn ra suy nghĩ của cả đám, Thanh cau mày nói, tôi không đùa đâu. Các cậu nhắm, một mình cân được mấy con. Đám này thi khí vô cùng nồng đậm, ở trên người đã bùng lên hắc khí, so với đám ở chân núi thì tu vi cũng phải trên vài bậc, chỉ sợ đã sớm khai thiên ra thiên trí, không phải dạng ngu ngốc. Cả đám cùng hiểu ra ý của anh Thanh. Bọn họ cho dù khí lực có trâu bò đến đâu, nhưng với số lượng cương thi cấp bậc cao như vậy thì có đánh đến chết cũng không còn sức mà đối đầu với quỷ soái ở bên trong. Anh Lân quay sang, cậu có tính toán gì? Rất đơn giản, ở bên kia có một cái ngách nhỏ, mọi người dẫn dụ chúng nó qua đó hết, mấy người còn lại cứ vào hang mà đánh quỷ soái. Cả đám tròn mắt nhìn anh Thanh. Vậy anh đi. Anh Thanh bực tức
Tôi còn chưa nói hết. Các người thấy cái ngách không? Tôi đoán đấy là hai ngách thông nhau. Bọn cương thi này có thông minh hơn một chút, chắc cũng không nhận ra nổi. Tôi dẫn dụ bọn chúng nó chạy một vòng. Các cậu đủ thời gian bày ra kết giới ngay cửa hang. Số 2 và số 3, chúng ta đánh rắn thì phải đánh dập đầu. Chưa nghe bao giờ à? Hay lắm. Vậy là anh nói đó, là kế cũng hay ý. Nam giơ ngón tay cái khen ngợi. Anh Thanh ngẩng đầu ra vẻ hưởng thụ. Bỗng nhiên ánh mắt của anh quét qua từng người như nhớ ra điều gì. Này, các cậu định để tôi một mình đi làm thật đấy ạ? Thì kế hoạch của anh nghĩ ra thì anh làm. Thôi được rồi, đợi tôi dụ chúng nó. Các cậu nhanh lên. Này, anh cẩn thận đó. Đáp lại Linh là cái nhìn trìu mến của Thanh. Thời gian qua hai người tu luyện với nhau cũng đã có tình cảm. Nam bất chợt than cho số phận mình hầm hiu. Lân, cậu mang theo thanh đoản kiếm của chú Tú chứ? Mọi người ngẩn ra, thì ra anh Thanh cũng đã sớm có tính toán. Trận pháp của Trương gia nổi tiếng từ ngàn xưa, để vây khốn đám cương thi tuyệt đối không thành vấn đề. Thôi, tốt nhất là để tôi đi đi. Lân ủy khuất, dù sao ở đây cũng chỉ có Thanh là thân cận với ông Tú nhất, học được từ ông Tú không ít trận pháp. Ê, vậy là cậu vất vả. Thanh cười mà miệng không có dám ngoác ra. Bây giờ thì lại đến lượt Vi lo lắng. Cô tiến lên dặn dò Thanh một chút. Cả đám bắt đầu thực hiện kế hoạch. Ê, ê, bọn cương thi, bọn đám ác nhân kia, ê, bọn bại tướng, mấy cái thằng ăn cơm bằng nước mũi, uống nước bằng tai, bọn mọi giờ, bọn đẻ con không có lối đi. Con mẹ chúng mày, đây mà, bên này. Hàng loạt những câu chửi rủa thậm tệ vang lên từ Lân. Lân vốn tính cục cằn thô lỗ, cho nên công việc này khiêu khích là quá hợp lý với Lân. Tất cả mọi người còn lại lúc đó đầu đổ đầy mồ hôi, trong lòng tức giận thay cho đám cương thi vì bị khiêu khích. Lân vừa dứt lời thì hàng loạt những tiếng gào rú vang lên, kế đó là tiếng bước chân sầm sập kéo đến. Lân ngoe ngoảy cái mông, điệu bộ bỏ chạy trông buồn cười lắm. Ấy thế nhưng thực sự là không có giống với tác phong của Kỳ Lân oai hùng. Đi. Mắt tới đám cương thi đã bị Lân dẫn dụ vào ngách hang, anh Thanh ra hiệu cho tất cả bốn người chạy như bay vào lối thứ ba. Khi tất cả đã bước qua cửa hang, anh Thanh quay lại lấy đoạn kiếm của chú Tùng, niệm chú làm phép, đặt 12 viên đá nhỏ xung quanh thanh đoạn kiếm, kế đó cắm mạnh thanh đoạn kiếm vào trung tâm, miệng lầm rầm niệm chú kích phát trận pháp. Bởi vì anh Thanh không có huyết mạch của Trương gia, trận pháp này chỉ dựa vào linh lực của thanh kiếm truyền thừa của Trương gia. Nó chỉ phát huy được một nửa lực lượng. Thế nhưng để đám tà vật kia mà công phá được, chắc cũng phải mất đến nửa ngày. Âm dương dị thuật, giao thái sắc hà, định trụ tà ma, tứ phương vạn ngã, Trương gia sắc lệnh, phong ấn yêu tà. Anh Thanh niệm đến câu chú ngữ thứ ba, thì bóng của Lân vụt từ ngách hang phụ, kéo theo là một đám nhung nhúc cương thi. Con nào con nấy mặt xanh nanh vàng, ánh mắt đỏ ngầu giận dữ. Có lẽ những lời chửi rủa của Lân làm cho chúng căm phẫn đến cực điểm. Chỉ sợ lúc này mà Lân rơi vào tay bọn chúng thì đến xương vụn cũng chả có mà nhặt về. Ê, đợi với, mẹ nó chứ, nó đuổi ghê quá. Anh Thanh nghe vậy hừ một tiếng khinh thường, sau đó niệm nốt chú ngữ còn lại. Thập nhị đại tiên, nghe cầu bố trận phong. Vì hoảng hốt, thấy từng đạo ánh sáng màu xanh lục tỏa ra từ thanh đoạn kiếm, lan ra đến 12 viên đá nhỏ, khuếch tán bao trùm lại miệng hang. Anh Thanh, Lân còn chưa vào, sao anh... Em khẩn trương cái gì, nó đâu có phải tà vật đâu. Anh Thanh cao mày trách mắng, Vì bây giờ mới hiểu ra, thở ra một hơi, bỏ đi lo lắng ở trong lòng. Vụt một tiếng, thân ảnh của Lân lao qua kết giới, suýt chút nữa còn đá tung cả thanh đoạn kiếm. Kế đó, một loạt tiếng động ầm ầm vang lên, đám cương thi lao thẳng vào kết giới mà anh Thanh vừa bố trí. Này, này, anh muốn hại chết tôi sao? Lân tức giận la hét. À, thế cậu đã chết chưa? Này, sao anh không nói ra từ đầu, làm tôi sợ thiếu một chút đãi cả ra quần. Lân nói đoạn,
Trong đầu nghĩ đến thảm cảnh nếu như mình rơi vào trong tay của đám cương thi. Dùng mình một cái, cố gạt bỏ đi hình ảnh ghê rợn. Đi thôi, diệt quỷ soái, sau đó quay lại đối phó bọn này sau. Thanh nói đoạn, dẫn đầu đoàn người tiến vào bên trong cổ mộ. Bỗng nhiên, còn chưa kịp đi sâu vào hang thứ ba, mọi người bị một thứ âm thanh làm cho ghê rợn. Âm thanh gầm gà gầm gừ. Này, anh có nghe tiếng gì không? Giống như là tiếng của con chó. Hay là tiếng của sư tử gầm. Vi có chút sợ hãi, nép sát vào Lân. Chả là ngày còn nhỏ, Vi bị con chó nhà hàng xóm cắn không dưới 5 lần. Cho nên đến bây giờ mỗi một lần nghe tiếng chó sủa là cô bị ám ảnh. Là chó ngao, là thần khuyển của Trung Quốc. Trong lịch sử có nhắc đến loài chó này. Trong trận chiến của Nghĩa quân Lam Sơn và quân Minh, chúng là lực lượng tiên phong, là dò tìm quân Lam Sơn đó. Sống trong hang tối 600 năm, nó thành tinh rồi. Mọi người cẩn thận. Lân trấn an Vi, sau đó che chắn ở đằng trước giúp cô. Đại viện từ bao giờ lại xuất hiện kỳ nhân như vậy? À, vào được đến tận đây, các người cũng đáng để tán thưởng đó. Âm thanh của quỷ soái vang lên. Bọn họ hít sâu một hơi, tiến vào bên trong. Chỉ thấy trước mắt của đoàn người một hang động rất lớn, với rất nhiều vong của quỷ binh quân Minh đang chễm chệ ngồi trên những cỗ quan tài mục nát. Nhìn qua giống như là quân tướng hay gặp ở trong phim cổ trang. Ngồi chính giữa trên một cỗ quan tài được treo lơ lửng trên vách đá là một người đàn ông. Người này tướng mạo hung dữ, mắt to mày rậm, râu ria xồm xoàm. Ở phía dưới chân, ngay trên mặt đất là một quái vật hình thù gớm ghiếc đang giơ nanh múa vuốt nhìn bọn họ mà dọa nạt. Là quỷ soái. Lân tiến lên lạnh giọng như muốn nói để xem có chắc chắn là mục tiêu của mình hay không. Người đàn ông đưa ánh mắt lạnh lùng nhìn sang bên Lân. Là ta. Ngươi phải chăng chính là Kỳ Lân? Hắn nhìn ra hóa thân của cả năm người. Trong lòng của Nam có chút run sợ. Thực lực phải như thế nào mà mới chỉ liếc một cái đã nhận ra hóa thân của bọn họ? Quả nhiên tên quỷ soái này là quái đản. Người cũng biết nhìn hàng đấy. Lân bắt đầu dở cái giọng khinh khỉnh. Đám vong quỷ ngồi ở hai bên đứng phắt dậy. Trên thân của con nào con nấy tỏa ra hắc quang và lục quang vờn quanh, biểu thị thực lực của chúng đều đã đạt đến ác quỷ và ngạ quỷ. Tất cả đưa ánh mắt tức giận nhìn Lân mà quát tháo. Cái lũ đê hèn đốn mặt trông mày mà dám quát ông à? Ông đây để cho các ngươi biết mùi bây giờ. Lân nói đoạn vung tay ném ra một nắm tiền đồng. Hiểu ý, bốn người còn lại cũng không do dự, lập tức tấn công. Vẫn câu nói cũ, đánh trước là có lợi. Quỷ soái nét mặt âm trầm cười khẩy. Kế đó hắn cũng không trực tiếp xuất thủ mà ra lệnh cho đàn chó ngao xông lên. Chó chết. Lân gồng mình bùng ra khí tức của Kỳ Lân, là một đại thần thú uy mãnh ẩn hiện thân hình trên cơ thể. Lân đưa đôi tay thô ráp nghênh đón song chảo của ngao yêu. Một vầng thần khí xung quanh tạo ra một lớp màng vàng bọc lấy tay của Lân, ngạnh kháng yêu khí của ngao yêu. Những tiếng bôm bốp va chạm, Lân và ngao yêu đồng loạt lui về đằng sau mấy bước. Súc sinh, lực lượng của mày cũng không tồi. Lân thầm mắng một tiếng rồi lại lao lên. Chỉ thấy hai thân ảnh, một người một thú, quấn lấy nhau mà không ngừng công kích. Phút chốc lại nghe tiếng kêu rên của cả hai, chứng minh là đánh nhau đến bất phân thắng bại. Ở bên này, Nam, Thanh, Vi và Linh cũng phải chật vật đối phó với bảy ngạ quỷ và ác quỷ. Tuy bọn chúng thực lực không phải là quá lợi hại, nhưng số lượng không ít. Nam chỉ là không nghĩ ra đám tà vật này tu luyện ở trong cổ mộ mấy trăm năm, các cớ làm sao mà thực lực chỉ có như vậy. Còn đang vắt óc suy nghĩ mà không ra nguyên nhân được,
đành gác qua một bên, xông vào chém giết. Đường kiếm quang của Nam và đám vi linh bay múa, lướt qua da thịt thối nát của đám ác quỷ và ngạ quỷ. Những tiếng kêu rên thảm thiết hòa nhịp với tiết tấu xuất chiêu. Thời gian qua bọn họ đã chăm chỉ luyện tập, thực lực so với trận chiến ở chung cư 727 đã tăng lên rất nhiều, đã sắp đạt đến cấp bậc của thượng sư. Bây giờ đám ác quỷ và ngạ quỷ kia đối với bọn họ cũng không có quá nhiều uy hiếp. Chỉ là quỷ soái kia từ khi bắt đầu trận chiến vẫn ngồi yên bất động, làm cho cả năm người không khỏi đề phòng. Đang lúc bọn họ điên cuồng chém giết bảy vong quỷ thì ở bên phía Lân cũng đã dần dần chèn ép được Ngao Yêu, dồn nó về góc hang. Súc sinh, để tao xem tao dai sức hay là mày dai sức. Ngao Yêu bị dồn vào đường cùng, gào thét lên, đôi mắt của nó đỏ rực như hòn than, toàn thân bùng lên yêu khí khủng bố, dồn toàn lực tấn công. Hay lắm, mày tới đây, mày tới đây. Lúc này Lân dường như cũng điên cuồng, sự hung dữ của mãnh thú kỳ Lân kích phát, ánh mắt cũng chuyển sang màu vàng kim. Ở trên thân tỏa ra thần khí mạnh mẽ, huyễn hóa ra bóng dáng của kỳ Lân, cả hai như là hòa với nhau làm một, nhất cử nhất động đều thống nhất. Đoạn Lân ngửa cổ lên gào thét, bóng dáng của kỳ Lân cũng gầm thét trợ uy. Thân ảnh của một người một thú chồm thẳng tới Ngao Yêu, những tiếng bồm bộp vang lên, âm thanh hỗn tạp. Tất cả mọi người cùng với đám vong quỷ còn sót lại bị âm thanh này chấn động, giật mình, hướng mắt nhìn sang. Bấy giờ, Lân quần áo tả tơi, đầu óc rối bời, trên thân chẳng chịt vết cào của Ngao Yêu, trông có chút kỳ quái. Ở phía bên kia, cát bụi mù mịt đang dần dần lắng xuống. Ngao Yêu nằm bất động phủ phục, hơi thở phì phò yếu ớt, toàn thân nhuộm một màu đỏ của máu, tứ chi tựa hồ như đã gãy. Thế nhưng điều làm cho mọi người cau mày chính là quỷ soái từ đầu vốn dĩ bất động, bây giờ đã chân chính xuất thủ. Hắn đang chắn trước người của Ngao Yêu để chống đỡ thần lực của kỳ Lân cho Ngao Yêu. Nếu như không có quỷ soái, một kích toàn lực vừa rồi của Lân chắc chắn là đoạt mạng Ngao Yêu. Có chút thực lực, chút xíu nữa là người đã đánh chết thú cưng của ta. Quỷ soái lạnh giọng. Lân đứng ôm ngực thở hồng hộc vì lực phản chấn. Người rất mạnh, là mạnh thật, nhưng mà ta không thể thắng chính. Hôm nay cổ mộ này chân chính sẽ thành mộ chôn thật sự của đám quỷ yêu các người. Vậy còn chần chừ gì, lên đây. Quỷ soái làm bộ lãnh đạm, trong giọng nói có phần mỉa mai khiêu khích Lân. Còn mẹ mày, mày chết mẹ mày đi. Lân bỏ qua đau đớn, đang định xông lên thì một thân ảnh từ phía sau lao vụt tới, đẩy ra một ấn mạnh mẽ đập thẳng tới đầu của quỷ soái. Là Vi, nãy giờ vẫn đang một mực theo dõi Lân chằm chằm, giờ phút này thấy Lân mang trọng thương lại vẫn muốn liều mạng. Biết tính của Lân, dù ngăn cản cũng không được, cho nên lao lên giúp sức. Tiếng va đập của ấn pháp và quỷ soái vang lên, thân hình quỷ soái hơi run lên, còn Vi bị đẩy lùi ra đằng sau một đoạn dài, cố gắng mới không ngã. Tiểu mỹ nhân, không giữ như vậy, một lát nữa ta giữ lại mạng của nàng. Cùng ta ở đây hưởng lạc. Đôi mắt của quỷ soái hiện lên dâm tà, quét dọc thân thể của Vi, tỏ ra ham muốn. Nghe thấy như vậy, trong lòng của Lân như muốn nổi điên lên. Dòng máu của kỳ Lân bắt đầu lại sôi lên ủng ục. Hai tay nắm chặt, một lần nữa bạo phát ra thần lực kêu gọi lên kỳ Lân. Vi cũng bị những lời của quỷ soái chọc giận. Tính khí của nàng vốn nhu hòa điềm đạm, nhưng cũng không thể chịu nổi. Vi cũng bùng lên thần lực gọi ra Huyền Vũ. Hai người mang theo hai hư ảnh thần thú bắn thẳng tới quỷ soái, dùng toàn lực mà đánh. Nhất thời cát bay đá chạy mù mịt, chính khí và tà khí xen lẫn vần vũ khắp cả một khu cổ mộ. Nhanh, mọi người nhanh chóng xử lý đám vong quỷ này, sau đó đến giúp họ một tay đi. Tôi cảm nhận được quỷ soái còn chưa tung hết thực lực đâu. Thanh lo lắng thúc giục. Hai người còn lại nhận ra điều đó, cũng mang theo lo lắng tức giận chút hết lên đầu của đám vong quỷ ngạ quỷ.
Ngạ quỷ trước mặt còn chưa kịp kêu lên hết câu, Nam vươn tay túm lấy cuống họng của nó, giật mạnh, lăn quay ra dãy đành đạch. Ở sau lưng cũng vang lên tiếng hét thảm thiết. Thanh cũng vừa đưa tay đấm xuyên bụng một tên, lôi hết toàn bộ ruột gan vương vãi trên mặt đất. Hồn phách của ngạ quỷ còn chưa kịp tháo chạy cũng đều bị cả mấy người đánh nát. Đối với đám ác nhân này thì cho dù để cho chúng vạn kiếp bất phục còn chưa đền hết tội. Thoáng một cái, dưới sự tức giận và điên cuồng, đám tay chân của quỷ soái gần như bị xử lý sạch sẽ, chỉ còn lại Ngao Yêu đang thoi thóp và kẻ cầm đầu đang đứng ngạo nghễ. Nhanh qua bên đó, Nam gọi Thanh và Linh, sau đó chạy về phía Lân và Vi. Lúc này hai người cũng đang liên tục bị quỷ soái ép lui. Thanh với Linh cũng đang định xông lên thì từ đằng xa lại vang lên tiếng nói quen thuộc, cả còn chờ một chút. Thanh nhận ra giọng nói chính là của ông Tùng thì vui mừng, sư phụ không sao chứ, tốt quá rồi. Linh cũng vội hỏi, bố con mo rượn, ông Minh đâu, sao không đi cùng? Ông Tùng nét mặt méo mó, bọn họ cùng huyết nhân kia ở Đồng Quy Vô Tận. Sao? Linh ngồi bệt xuống đất như không tin vào tai mình. Ông Tùng lại nói, bốn người chúng ta vây khốn huyết nhân thành công, dồn hắn vào tuyệt cảnh, nhưng ai ngờ hắn vẫn còn ẩn giấu ám chiêu, chúng ta không cảnh giác, anh Hải bị hắn dùng huyết lãng vây khốn, thân thể bị ăn mòn, đến cả hồn phách cũng không còn. Mò rờn cùng với ông Minh cầm phẫn liều mạng vây nó lại, dùng cách của sư phụ ta nắm đó tự bảo hồn phách liều chết để giúp các con một tay. Mấy người bọn họ chết không toàn thây, ta mang trọng thương khó lắm mới đến được đây, cũng may đường tới đây đã được các con thanh trừ sạch sẽ, nếu không thân giả này không đến được. Nói tới đây, ông Tùng quỳ sụp xuống mà khóc lóc thảm thiết. Linh cùng với Thanh bị việc của ông Tùng kể làm cho ngơ ngẩn, nỗi đau xót đã xâm chiếm tâm trí, họ nhất thời không nhận ra trong lời của ông Tùng có vấn đề. Sau một hồi thương cảm, Thanh nổi máu nóng, trừng mắt nhìn về quỷ soái, tất cả đều từ hắn mà ra, tập trung tiêu diệt hắn, sau đó quay lại tiêu diệt đám cưng. Thanh còn chưa dứt lời thì một tia sét vụt ngang qua thần thức, những lời nói của ông Tùng cứ lặp đi lặp lại, cũng mày trên đường tới đây các con đã thanh trừ sạch sẽ. Khoan đã, sao lại như vậy? Không phải là ở bên ngoài vẫn còn đầy cương thi sao? Trong lúc Thanh mơ hồ còn đang hoảng loạn thì từ đằng sau lưng một tia khí tức lạnh lẽo tiến nhập vào thân thể, một thanh đoản kiếm lạnh lùng găm vào trên lưng. Thanh cảm thấy một trận tê buốt sọc thẳng vào não. Anh từ từ quay đầu lại nhìn, một đôi mắt đục ngầu ngầu vằn vẹn những tia đỏ đang nhìn mình chằm chằm, khóe miệng cũng nhếch lên một nụ cười quỷ dị. Sư phụ, Thanh lắp bắp. Ở trong thâm tâm anh cũng rất rõ ràng, kẻ đang găm dao vào sau lưng của mình thực chất không phải là sư phụ. Chú Tùng, chú làm gì vậy? Linh đang ngồi thất thần ở trên đất, nhìn thấy vậy thì hốt hoảng kêu lên. Lũ sâu mọt ngu dốt. Ông Tùng gằn lên từng chữ, khuôn mặt của ông lúc này chẳng chịt những tia máu ngang dọc. Tà Linh nọ vừa rồi khổ chiến với bốn người bọn ông Tùng, đã phải dùng toàn bộ lực lượng của mình, tuy thành công giết hại bọn họ nhưng bản thân hắn cũng đã toàn bộ máu đặc ở trên người. Bây giờ hắn chỉ còn lại một chút tà khí miễn cưỡng dùng để điều khiển thân xác của ông Tùng vào đây. Sự điên cuồng trong Thanh bùng nổ, bỏ qua đau đớn thể xác, Thanh vung ấn đập về đằng sau, đánh văng ông Tùng ra. Mà không đúng, phải nói là hất tung Tà Linh trong thân xác của ông Tùng ra. Không còn là sư phụ, Người là Tà Linh chiếm xác của người. Thanh khó nhọc. Linh lúc này cũng hiểu ra vấn đề, nét mặt đau khổ. Cô biết trong lòng của Thanh cũng đang quằn quại như thế nào.
Lên thôi Thanh, nhất định phải báo thù cho sư phụ. Đang lúc Thanh do dự, nét mặt tà mị của ông Tùng biến đổi, toàn thân của ông run lên, ánh mắt lạc thần bỗng nhiên hiện lên tinh quang. Thành, giết ta đi con, giết. Còn chưa dứt câu, ông Tùng lắc đầu liên hồi, ánh mắt của ông sắc lạnh. Giờ phút này, thần trí của ông Tùng đang đấu tranh với lực lượng của tà linh xâm lấn. Sư phụ, sư phụ. Hốc mắt của anh Thanh đã ướt đẫm. Đứng trước người đã nuôi dưỡng mình từ bé, anh thực sự không thể xuống tay nổi. Linh xông lên phía trước, cô căm giận tà linh. Những ấn kết mang theo phẫn uất dồn dập đánh tới. Tà linh chỉ cười khẩy, không có vung tay đón đỡ, chỉ cố tình đưa ra yếu huyệt trên thân thể cùng với những kết ấn mạnh mẽ chống đỡ với linh. Không, không. Thanh hét lên, gạt đi kết ấn của linh. Thanh biết là hồn phách của ông Tùng vẫn còn, dù một tia hy vọng, Thanh vẫn muốn cứu thầy. Chết đi, chết đi. Ở đằng sau lưng của Thanh, âm vang quỷ dị lại vang lên, lưỡi dao sắc lẹm lại găm vào thân thể. Linh nước mắt giàn giụa, vung ấn đánh bay xác của ông Tùng, ôm lấy Thanh mà ngã xuống. Anh tỉnh lại đi, đây không còn là chú Tùng, anh tỉnh lại đi. Anh biết mà, một khi tà vật nhập thân, hồn phách cũng bị khống chế, sống chết là do chúng quyết định. Nếu như anh còn như thế này thì anh phải chết. Sứ mệnh của môn phái sẽ bị chôn vùi ở cổ mộ. Anh tỉnh táo lại. Nội tâm của Thanh lúc này còn đang đấu tranh giằng xé, thì đằng sau lưng của anh, người con gái anh yêu thương bị người đã nuôi lớn anh cầm kiếm đâm thẳng một cái. Tà linh tuy khống chế được thân xác của ông Tùng, nhưng sức mạnh của nó đã tiêu hao gần hết. Giờ đây nó đang dựa vào thứ chính là tình cảm, thứ mà làm cho con người dễ mắc sai lầm nhất, để nhân cơ hội xuống tay với Thanh và Linh. Sư phụ, sư phụ, con xin người, người chiến đấu đi sư phụ, người đừng bỏ cuộc sư phụ, sư phụ. Thanh vùng dậy, ôm chặt lấy thân thể của ông Tùng, đẩy ông ra đã xa khỏi Linh. Ở bên này, tuy chiến đấu thời khắc nguy hiểm, thế nhưng ba người còn lại vẫn biết tình huống ở bên kia. Sự mất mát to lớn đấy khiến cho họ như điên như cuồng. Trong thâm tâm chỉ có duy nhất một điều: họ nhất định phải thanh trừ cổ mộ. Nam, Vi, Lân rơi vào một trạng thái trước đây chưa từng có. Thần thức của bọn họ bắt đầu giao thoa với nhau, làm cho chiêu thức vô cùng nhuần nhuyễn, ăn ý. Tuy thực lực của ba người bọn họ so với quỷ soái kém hơn rất nhiều, nhưng vì sự liên kết này cho nên nhất thời vẫn có thể cầm chân được. Thành, giết ta đi, con giết ta đi. Ở bên kia, những âm thanh quen thuộc quỷ dị vẫn vang lên. Chính bản thân ông Tùng đang đấu tranh giành lại quyền kiểm soát thân thể, nhưng mỗi một lần như vậy, nói dứt câu, tà linh kia lại chèn lại. Sư phụ, người cố gắng lên, sư phụ. Lại một lưỡi kiếm găm lên thân thể máu me be bét của Thanh. Thế nhưng lần này đâm không có quá sâu được. Một bàn tay khác của ông Tùng đang gắt gao nắm chặt lấy cổ tay còn lại. Thanh biết sư phụ của mình đang tranh đấu, anh vẫn kiên trì nắm chặt hai vai của ông Tùng, miệng niệm chú muốn trục xuất tà linh ra khỏi thân thể của ông. Không kịp nữa rồi, hồn phách của ta bị ăn mòn rồi, đến khi thân thể của ta sẽ mặc cho nó sai khiến. Đây là di nguyện cuối cùng của ta, còn nhất định phải hoàn thành. Giúp ta giữ lại sự tôn nghiêm của một pháp sư, không thể để cho tà vật làm ô uế. Thành, giết ta đi. Những lời này ông Tùng nói như hét, thân thể của ông run lên như đang chịu nỗi đau thấu trời. Thanh ngơ ngẩn nhìn gương mặt vặn vẹo ấy. Từ đằng sau, một đoàn liệt hỏa bùng lên bao trùm lấy toàn bộ thân thể của ông Tùng. Là Linh, hai tay cô kết ấn, miệng niệm chú,
kích phát thần lực của Chu Tước. Khuôn mặt của cô hiện lên sự đau khổ đến cùng cực. Giờ khắc ông Tùng nói ra di nguyện của mình, Linh cũng đã quyết tâm. Cô biết Thanh không thể xuống tay, cô đành phải cắn răng giúp ông Tùng hoàn thành di nguyện. Cho dù sau này Thanh có oán trách cô như thế nào, cô cũng chịu. Cô biết tôn nghiêm của ông Tùng chính là thề chết để bảo vệ điều gì. Không phải cho riêng ông ấy, mà còn cho Thanh, cho cả nội đạo phái, cho niềm kiêu hãnh của đạo giáo phương Nam. Không, không mà! Thanh gào thét trong tuyệt vọng, mắt nhìn ngọn lửa đỏ rực đang thiêu đốt da thịt của sư phụ, đau đớn mà gục xuống. Trong ngọn lửa rừng rực phát ra tiếng kêu choe choe thê thảm. Hiển nhiên đấy không phải là âm thanh của ông Tùng, mà chính là tà linh. Nó không nghĩ tới Linh lại là dám xuống tay thật. Từng tiếng gào hét cứ nhỏ dần cho đến khi im bặt, chỉ còn đâu đó trong liệt hỏa ngùn ngụt ánh lên nụ cười mãn nguyện của ông Tùng. Một đời hàng yêu bắt quỷ, đến chết cũng là kiên cường, một thân oanh liệt. Linh quỳ xuống ôm lấy thân thể của Thanh mà khóc. Sự mất mát đau thương đối với Thanh không chỉ là của riêng Thanh, mà còn là của bọn họ. Đám sâu mọt các ngươi đau khổ lắm sao? Tuyệt vọng lắm sao? Đây là kết cục của những kẻ dám ngáng đường. Dám ngáng đường bọn ta? Chúng mày chết hết đi. Đang lúc họ thương tâm cho cái chết của bọn ông Tùng, thì quỷ soái lại tăng thêm mạnh công kích. Ba người nhất thời không chống đỡ nổi, bị hất tung về đằng sau, rơi xuống đất ngay bên cạnh Thanh và Linh. Khốn kiếp, khốn kiếp. Đôi mắt của Thanh không biết từ bao giờ đã chuyển sang một màu xanh biếc. Trên thân của anh ta thần khí bức người, mặc cho máu từ những vết thương vẫn đang chảy ra. Anh ta gằn lên từng chữ, sau đó chồm thẳng về phía quỷ soái. Tất cả mọi người nhận ra sự điên cuồng của Thanh, cũng mau chóng điều hòa khí tức, muốn tiến lên hỗ trợ. Trận chiến thật sự đã đến lúc căng thẳng. Thất tình ứng vị, vạn quỷ tan hồn, phá! Lân và Vi nắm chặt vòng ngọc trong tay, đập thẳng lên thân của quỷ soái. Một tiếng nổ lớn bùng lên, thân hình của quỷ soái lung lay một chút. Tại điểm bị vòng ngọc đánh, tỏa ra khói đỏ, mùi tanh tưởi sộc lên. Ở phía bên này, Thanh và Linh cũng xông lên phía trước. Hai người thân thể tuy đều bị thương, nhưng sự căm phẫn giúp họ quên đi nỗi đau đớn về thể xác. Hai người lấy ra vòng ngọc luân phiên tấn công. Dưới sự điên cuồng vây công của năm người, quỷ soái không ít lần bị trúng chiêu, máu đen ở trên thân ngày một chảy nhiều. Hắn nhất thời lúng túng, ở trong thần trí viễn cảnh nhục nhã chạy trốn của năm xưa, toàn thân quỷ khí bạo phát, hắn điên cuồng chống trả. Cả mấy người thanh niên không ít lần bị đánh bay, nhưng ý niệm không hề suy chuyển. Cứ một người ngã xuống lại có một người khác tiến lên. Thanh, Nam, trái Thanh Long, phải Bạch Hổ, định trụ hắn lại. Lân vừa bị đánh bay vội lồm cồm bò dậy hét lớn. Thanh và Nam đồng loạt liếc nhìn Lân. Trên thân thể của Lân chẳng chịt những vết thương, khẽ gật đầu. Kế đó bắt đầu bắt ấn niệm chú, phóng ra Thanh Long, Bạch Hổ. Cả hai vận lực tiếp cận quỷ soái, vung song ấn khống chế quỷ huyệt ở hai vai của quỷ soái, nghiến răng bắn ra thần lực nhập thể nội của hắn. Quỷ soái nhận ra nguy cơ cũng vùng vẫy, quỷ khí trên thân của hắn bạo khởi, bao phủ toàn bộ thân thể của Nam và Thanh. Cảm giác ngột ngạt ập đến, Nam thấy không khí cô đọng, hô hấp khó khăn. Liếc sang Thanh, vẻ mặt của anh cũng biểu thị không thoải mái. Gắng gượng chờ một chút. Ở phía bên trên, Lân lại hét lên. Không còn cách nào khác, mặc dù toàn thân đang mềm nhũn vì thiếu dưỡng khí, nhưng cả Nam và Thanh vẫn kiên trì bám trụ quỷ soái. Thấy tình thế của Nam và Thanh hung hiểm, Linh và Vi cũng xông lên. Linh phóng ra Chu Tước án ngữ ở trước mặt quỷ soái, phần của Vi cũng đẩy ra Huyền Vũ trấn thủ ở đằng sau lưng. Cả hai hợp lực thi pháp kết ấn, một liệt hỏa lừng hừng hực thiêu đốt trước ngực của quỷ soái, một băng tâm lạnh lẽo cô đọng đằng sau lưng. Chỉ thấy toàn thân của quỷ soái rung lắc lên dữ dội,
ý đồ dùng quỷ khí đẩy lui thần lực của bốn người. Từng tiếng gào thét khàn đặc vang lên, nét mặt của quỷ soái từ lãnh đạm, tiêu sái dần dần chuyển sang phẫn nộ giận dữ. Đoạn kiếm quét ngang trong thiên hạ, khu trừ thi quỷ, diệt tà ma, nội đạo thuần khiết không xa ngã, đạo pháp tinh thông phúc mọi nhà. Ngay lúc bốn người đang vây quanh trấn trụ quỷ soái thì từ đằng sau lân lao đến như một tia chớp, tay trái bắt ấn hướng chui cuộn đoạn kiếm điểm thẳng xuống. Một dòng pháp lực chút vào trong thân của đoạn kiếm, kích phát linh lực của đó. Lân hét lên, cả hai tay nắm chặt đoạn kiếm cắm mạnh vào trán của quỷ soái. Không, không! Quỷ soái trợn mắt nhìn thấy tử vong cận kề, nét mặt hoảng hốt toát lên sợ hãi đến cùng cực. Đoạn kiếm hình thể xù xì tỏa ra ánh sáng màu vàng kim, xuyên vào giữa trán của quỷ soái. Lớp xù xì ở bên ngoài bong ra, lộ ra lưỡi kiếm vàng rực chứa đầy thần lực của Kỳ Lân. Lưỡi kiếm hùng hãn tách ra thịt thối nát của quỷ soái, dần dần tiến sâu vào bên trong. Từng dòng máu đen đặc không ngừng bị thần lực thiêu đốt, tỏa ra khói đỏ rực, sặc lên mùi oán khí. Quỷ soái hai mắt trợn trừng như sắp nổ tung, toàn bộ quỷ lực trong người bạo phát đối kháng. Sự chịu đựng của bốn người cũng đã đạt đến giới hạn, quỷ lực hùng hậu của quỷ soái sắp lìa đời chấn áp. Cuối cùng cả năm người bị hất văng ra ngoài, ai nấy đều bị trọng thương không nhẹ. Các người, các người! Quỷ soái hét lên trong đau đớn, đang định dùng chút khí lực cuối cùng để đồng quy vô tận. Thành hét lên một tiếng, kêu gọi năm người hợp lực. Vòng ngọc ở trên tay như cảm ứng được, năm cái vòng ngọc rung lên bần bật, thần lực kích phát. Đúng lúc quỷ soái lao tới, Thanh là người gần nhất để tấn công. Trảo thủ của nó chụp tới, Thanh nhanh nhẹn nghiêng đầu né tránh, cũng lấy ra vòng ngọc quấn quanh cổ tay. Một thân cự long màu xanh lam xuất hiện, miệng há hốc ngậm lấy cánh tay của quỷ soái. Bốn người hiểu ra ý của Thanh, cũng thúc ép bản thân phải tỉnh táo, phi thân xông lên. Mỗi một người đều lấy ra vòng ngọc của mình, chia ra khốn trụ đầu, hai chân và tay phải còn lại của quỷ soái. Nhất thời tự nhiên hình thành ngũ hành tinh tú, một ngôi sao lớn với năm điểm tinh quang là ngũ đại thần thú được hình thành. Từng tia lực lượng đan xen sinh ra ngũ hành tương sinh tương khắc, không ngừng cắt xé thể xác và hồn phách của quỷ soái. Tiếng kêu gào của quỷ soái vang lên, mang theo sự sợ hãi cùng với oán hận. Ở phía cuối cổ mộ, ngao yêu còn đang thoi thóp, đến bây giờ im bặt. Có lẽ nó gắng gượng cũng là vì sự trung thành với chủ nhân. Nó nhìn thấy thân xác của chủ nhân bị chia thành năm đoạn, đến cả tinh phách cũng không còn. Nó bỏ ra hơi thở cuối cùng. Đầu đó, khi làn khói đỏ đang tán đi, chỉ còn lại một tiếng thở dài, là quỷ soái không cam lòng trước sự thật nghiệt ngã. Hắn một lần nữa thua trận. Cả một đời nắm ấn điều binh, đến chết cũng muốn phục hưng lại vương triều Đại Minh của hắn, coi như là uổng. Thế mới thấy gian tà không thể thắng được chính nghĩa, quân ngoại bang xâm lăng không thể thống trị được non sông Đại Việt. Tùy thời thế, từng lúc khác nhau, nhưng hào kiệt thì đời nào cũng có. Thân thể của quỷ soái thối rữa, cho đến khi chỉ còn lại là dòng máu đen. Bọn họ tiến về phía ngao yêu xem xét tình hình. Thân là yêu tu luyện mấy trăm năm, cơ chế sinh học tuy vẫn còn, nhưng một khi sinh khí tán đi, cơ thể của nó héo rút, tàn rã. Tàn rã còn nhanh hơn cả sinh linh tuân theo quy luật của thiên địa. Chưa đầy 5 phút, toàn thân của ngao yêu cũng đã tàn rã gần hết, chỉ còn lại là một đống xương thịt bầy nhầy, vương lại một chút vải vụn. Lân dùng kiếm đào một cái hố, đem đống máu thịt kia ném xuống, xem như là tình nghĩa mà Morin để an táng cho Môn. Về phần tro cốt của ông Tùng, Thanh cũng đã gói ghém cẩn thận vào trong áo. Xong xuôi hết thảy, cả năm người nghỉ ngơi một chút trước khi quay sang hang thứ hai liều mạng với đám cương thi.
Thanh, bây giờ kế hoạch là gì? Nam hỏi. Làm gì có kế hoạch, đám khốn kiếp kia chắc chắn là đang chờ ở cửa phong ấn đợi chúng ta. Bao nhiêu động tĩnh ở trong này chắc là chúng nó cũng đều biết, chỉ sợ bây giờ đang điên cuồng đập phá kết giới. Vậy liều một trận thôi, còn đám ở dưới chân núi không biết là thống soái Khảm Ban có thắng lợi hay không. Linh cũng lo lắng. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Nếu như không nhanh đưa hai vị hiệp lữ này đi bệnh viện, chỉ sợ là máu ở trong khắp Việt Nam này cũng không đủ truyền cho họ đâu. Lân nói một câu vui đùa như muốn giải tỏa sự mệt nhọc. Thanh và Linh tuy bị thương không nhẹ, nhưng vết thương cũng không vào đến yếu huyệt, sau khi cầm máu cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cả hai lườm Lân một cái, cả đám mỉm cười bước ra khỏi phong ấn, chiến một trận cuối cùng tại cổ mộ. Đứng trước đám cương thi hung tợn ở bên vách ngăn của kết giới, bọn họ hít sâu một hơi, cố gắng xua tan đi mệt mỏi. Sẵn sàng chưa? Thanh quay về phía bốn người còn lại, tất cả gật đầu. Ngay khi Thanh đưa tay định rút thanh đoản kiếm của Trương ra, thì tất cả đám cương thi đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa hang. Là chuyện gì? Lần đưa ánh mắt tò mò len lỏi qua khe hở của đám cương thi, nhận ra là một đội quân đang lầm lũi tiến vào. Đi đầu chính là thống soái Khảm Ban. Thống soái Khảm Ban bước đi hiên ngang, tay phải xách theo thương bạc, tay trái cầm theo thủ cấp của Vương Long, khí thế bức người, uy nghiêm vạn trượng. Đám dư nghiệt quân minh các người, nhìn xem đây là ai? Thống soái hét lớn một tiếng, ném cái đầu của Vương Long về đám cương thi. Cương thi nhận ra chủ nhân, nét mặt con nào con đấy toát lên sự sợ hãi. Đứng trước sự kiêu hùng của thống soái Đại Việt, đám giặc cỏ này thật sự là không dám nhắc đến. Nhuệ khí của địch đã tán, thống soái vung tay ra lệnh, hàng trăm binh sĩ Đại Việt đồng loạt hét lên, vung đao kiếm nhảy thẳng vào trận địa, khởi đầu cho một trận gió tanh mưa máu. Năm người thanh niên thấy khí thế hào hùng cũng hưng phấn, phá bỏ phong ấn xông ra giết địch. Tuy đám cương thi kia đã mất đi ý chí chiến đấu, nhưng đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, từng con cũng bạo phát ra sức mạnh to lớn chống trả. Đa phần chúng đều là cấp bậc ma thi, chỉ kém thi vương một bậc, cho nên dù áp đảo bọn họ về thế trận, nhưng cũng phải mất đến cả tiếng đồng hồ mới tiêu diệt sạch được. Vị tiểu ca này, kế sách của ngươi thật vi diệu. Nhờ ngươi chỉ điểm thành công ta phá trận bát môn kim tòa, coi như là tuổi trẻ tài cao. Sau khi xử lý xong cương thi, thống soái Khảm Ban mặt mày vui vẻ tiến lên về phía Nam khen ngợi. Trong lòng của Nam lúc này cũng chẳng có tâm trạng để đùa. Cả năm người cúi đầu thi lễ với thống soái, sau đó lặng lẽ bước ra ngách hang thứ nhất, nơi mà thi thể của ông Hải, ông Minh và Mo Rượn vẫn nằm đó. Tất cả chỉ còn lại là xương trắng, có lẽ máu đặc kia đã ăn mòn da thịt của bọn họ. Hai bộ quần áo bộ đội đã bạc màu vì năm tháng, đang che phủ xương cốt của những bậc tông sư một đời. Năm người quỳ xuống bái lạy, Thanh lấy áo choàng ra để chung một chỗ, cùng với hài cốt của ông Minh, ông Hải cũng quỳ xuống bái thật sâu. Con dân Đại Việt ta không có ai hèn yếu, ngày hôm nay họ xem như đã tận lực mà nằm xuống cho dân tộc. Hay là ta đem chôn họ xuống cạnh mồ mả của chúng ta? Đối với ta, mọi sự hy sinh cho non sông này đều đáng được tôn trọng. Thống soái Khảm Ban thở dài. Năm người nhìn ra trong đôi mắt uy nghiêm ấy cũng bùng lên sự kính ngưỡng. Sau một thoáng suy nghĩ, họ đồng ý. Dù sao sư công cũng đã ra đi ở đây, để sư đồ mấy người ở chung một chỗ xem như cũng là việc đáng làm. Mọi việc xong xuôi, họ bái chào thống soái, men theo đường mòn trở lại bàn khăm. Đám người anh sùng đang bị trói chặt ở trong nhà Mo Rượn, nhìn thấy năm người quay lại, thân thể bị thương be bét, cũng hiểu vì sao môn lại trói bọn chúng. Đem tất cả kể cho nghe, còn nhờ anh sùng thông báo về cái chết của Mo Rượn và môn, đặc biệt là bản khăm việc này của họ, cho nên năm người không ra mặt nữa. Sáng ngày hôm sau, khi trời còn chưa có sáng rõ, họ lặng lẽ lên đường.
để lại sau lưng là nguồn tiếc thương vô hạn. Vậy là thế hệ tiền bối đã không còn, con đường sau này họ đi phải tự thân mà bước tới. Một tháng trôi qua kể từ ngày trận chiến kết thúc, Nam và Linh quay lại trường học, mấy người còn lại trở lại cuộc sống bình thường. Vi tiếp tục học tập, còn Lân và Thanh thì cùng nhau vân du khắp mọi nẻo đường. Trước khi đi, Lân có nói về một sự việc mà anh ta biết được cách đây 13 năm, nhắc tới một thế lực hắc ám đang chuẩn bị phủ xuống nhân gian. Anh ta muốn đi tìm một người thần bí, một người mang trong mình sức mạnh của quỷ, nhưng lại đứng về phía chính nghĩa để bảo vệ nhân gian. Một kẻ bất tử mà người ta gọi là Pháp Sư Quỷ. Lần vẫn còn nhớ mãi, lần đó Pháp Sư Quỷ đã nói, đến khi sao quỷ giáng thế, nhân gian sẽ chịu tai kiếp. Có lẽ đến lúc đó, những con người mang trong mình chân mệnh lại một lần nữa phải đứng lên để đối đầu với sao quỷ. Hết chuyện. Kính thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ cùng chờ ở phần sau. Sao quỷ giáng thế.